bỏ qua các yếu tố về sự chinh phục của người đàn ông được hết về mọi mặt trừ việc không theo đạo hoàn toàn, ví dụ như Christian và Catholic. Anh chỉ đồng ý như nhà thờ hàng tuần với mình. Vậy có nên cân nhắc đi tiếp được không anh, khi thái độ em nói với anh ta cũng không mềm mại? Trời ơi, thái độ em nói với anh ta cũng không mềm mại. Em phải mềm mại. Em phải mềm mại. Em hỏi là có nên đi tiếp hay không, nó tùy thuộc vào cái em có chấp nhận là sau này lấy cái người đàn ông mà không vào đạo hay không, chỉ đồng ý đi nhà thờ thôi. Ok, ở đây anh thấy một cái lạ như nè, cái người đàn ông mà có cảm giác rung động với em á là họ sẽ đồng ý, tức là thường á là họ sẽ chấp nhận việc đó. Anh ta có một cái mức độ chấp nhận rồi, tức là cũng ok. Nhưng mà anh đoán là trong mối quan hệ của em cái cảm giác nó không có thuận á, có thể là có rung động nhưng mà cảm giác nó không có thuận á, tức là cảm giác nó có tổn thương. Như em nói sơ sơ em cũng có vẻ căng thẳng cái chuyện đó. Nên là tại sao là phải căng thẳng chứ? Em chỉ có thể đơn giản ngay lúc đầu nha, giả sử người đàn ông tới em sẽ nói em một cách rất là vui vẻ và rất là nhẹ nhàng thôi. Khi mà lúc anh ta rung động với em, lúc anh ta có cái cảm giác với em mà đang say, nhưng mà anh ta nói anh không có theo đạo Công giáo hay là theo cái đạo của em, thì nếu như theo em á là em không muốn lấy người mà không theo đạo, tức là đó là cái tiêu chuẩn cứng của em, thì em chỉ cần nói với anh ta em nghĩ là cái mối quan hệ tình cảm mình chắc không có tiếp tục được, tại vì cái này là cái trong đạo của em rất tiếc, em không muốn áp đặt lên anh điều này, nhưng mà cái chuyện đó chắc chắn mình không đi xa được, cho nên là mình đi chi để rồi đau đớn. Cho nên là em nghĩ là mối quan hệ của mình, anh không cần phải đi nhà thờ, anh không cần đi, tại vì anh sẽ không theo đạo, nhưng mà mình sẽ không có thể tiếp tục cái mối quan hệ này được, và em rút lui. Thì lúc đó nó sẽ ra sự sàng lọc, là nếu như anh ta có tình cảm với em, anh ta sẽ nói là ui, đi vô đạo có gì đâu, anh muốn có em, thì lúc đó chuyện sẽ xảy ra. Còn nếu không, anh ta cảm giác là thôi tôi cũng không muốn theo đạo cô này, tôi cũng muốn, tại tôi có đạo của tôi, thì nó cũng nói lên là cái tình cảm tao không đủ lớn. Em dùng cái đó là sàng lọc luôn, là một cách. Mình chỉ dựa trên cái tiêu chuẩn, tại vì các bạn lớn lên các bạn được đặt cái giá trị tôn giáo nằm bên trong rồi, mình chỉ dựa lên cái giá trị tôn giáo mà mình đã được cài đặt và mình đã chấp nhận điều đó, là nếu như mình không lấy được người mà không theo đạo thì mình nói ngay từ đầu, bước đi luôn. Và cái đó là sự sàng lọc, không có để đi theo hồi rồi tổn thương, mà thường có cái thiên hướng không khéo á là em chấp nhận một cái người mà sẽ đã nói là không vào đạo, thì nó cũng có nghĩa rằng sau này cái hôn nhân em đi tới, khả năng mà anh ta không vào đạo, nếu mà cái việc tổn thương nó bắt đầu xảy ra, và em nói hồi nãy em tả nó cũng có cái dấu hiệu là em căng thẳng đó, thì em sẽ thấy là dần dần em chấp nhận cái phiên bản đó từ đầu, và sau này em sẽ thấy nó là một cái rắc rối, nó là một cái thử thách ngay lúc đầu mà nó rất là dễ bước qua, và nó sàng lọc, thì em không để cho anh ta vượt qua cái thử thách đó, em đợi đạn sau, lúc đó cái thử thách sẽ rất là cao, và cái cảm giác của anh ta mà nó không đủ lớn là đó em vào rắc rối, là tại vì lúc đó em đã yêu anh ta rồi. Cho nên là cái này nên để nó là một cái thử thách ngay từ đầu luôn. Ok, tiếp tục. Em và anh ấy đã ôm hôn sau vài lần gặp. Em thấy anh nắm tay cô gái khác vui vẻ, đi ngược chiều với em về phía hotel của anh. Anh ta chủ cái hotel luôn hả? Và em cũng giang tay, và em cũng đang tay trong tay với một người đàn ông khác, chỉ mới gặp lần một, đi dạo. Em phải hành xử sao? Hành xử gì nữa, em đã làm rồi còn hỏi hành xử gì nữa. Em kể chuyện giống như là chuyện trong hài kịch chứ. Em kể chuyện giống như trong hài kịch Trường Giang với Trấn Thành với Hoài Linh với Chí Tài á. Tự nhiên anh ta gặp nhau vài lần đi chơi, ôm hôn, xong bây giờ anh ta chay cái tông tay với một cô gái khác đang đi về hướng khách sạn của anh ta. Ủa sao em biết đi khách sạn? Nhiều khi đi xe có cái xe cốc ổi nào nằm đó, họ đi lại mua xe cốc ổi gì hay sao? Tại sao lại biết là đi về hướng khách sạn hay vậy? Còn em thì lại tay trong tay với người đàn ông khác gặp lần. Em ơi, có thiệt không vậy? Hay là kịch bản em đang tưởng tượng em vẽ chuyện gì? Rồi em hỏi anh, em phải hành xử sao? Em đưa anh một cái chuyện đang xảy ra, đã xảy ra mà em hỏi anh hành xử sao? Xong mẹ rồi còn hành xử gì nữa? Tự nhiên hai người ôm nhau, hôn nhau rồi. Ok, sau vài lần đi chơi ôm hôn rồi, giờ anh ta tay trong tay người phụ nữ khác đi giữa khách sạn của anh ta. Còn em thì tay trong tay với người đàn ông khác, không biết đi đâu, chắc đi mua cốc ổi gì đó hay là mua xoài lắc. Ok, em hành xử sao anh Tuấn? Hành xử cái gì nữa, nó vậy rồi, gặp mặt nhau thôi, nhặt nhau làm ngơ đi ca cái bản là nhớ khi xưa là nhau chung một đường kè trước các người sau. Bây giờ mình ca cái bản đó luôn đi em, gặp nhau làm ngơ luôn chứ giờ sao giờ, đâu còn gì nữa đâu. Hay là ca cái bản là hết là gì rồi mày cũng bay cùi trên trời. Ê, Rồi em cũng đi xa vời vời, còn lại mình tôi lẻ loi đếm bước đơn côi. Đó là hết rồi đó. Trời ơi, sao em đưa ra cái tình huống căng quá vậy, làm khó anh vậy hả? Ok, tiếp tục nghe. Anh Tuấn ơi, em và anh ấy yêu nhau. Thường ngày nào anh cũng nhắn tin chúc em buổi sáng đến lúc 4-5 giờ sáng. À, buổi sáng sớm lúc 4 đến 5 giờ sáng. Trời ơi, nhắn mà có giờ cha làm như gà á, tới giờ gáy. Có khi anh ấy nhắn buổi trưa hoặc buổi tối, nhưng số tin nhắn rất ít. Chúc em buổi sáng. Hỏi hôm nay em có mệt không? Trời, người ta mới thức dậy hỏi mệt không. Người ta hỏi thăm thường thôi, em có khỏe không? Người ta này hỏi em có mệt không? Trời, trời, hỏi thăm vụ này hơi sáng tạo nha. Vụ này hơi lạ nha. Em có mệt không? Ok, rồi tiếp tục đây. Ăn giờ chưa? Chúc em buổi sáng. Hỏi hôm nay em có mệt không? Ăn giờ chưa? Chỉ vài câu như vậy và nói em vui, em ổn là anh vui lắm. Có khi em cũng chủ động nhắn hỏi thăm trước. Có khi suốt một ngày anh không nhắn mà em cũng im luôn. Thì hôm sau anh nhắn và giải thích anh quá bận công việc. Anh tự hứa xong dự án này sẽ dành thời gian cho em. Nhưng hết dự án này đến dự án khác, 1 năm vậy rồi. Anh là doanh nhân và doanh nghiệp của anh đang trong giai đoạn phát triển. Nhiều lần như vậy, thấy anh ít nhắn em cũng ít. Là một ngày sau anh cuốn lên, nhưng em nhắn quan tâm anh vì anh cũng không nhắn nhiều. Vậy do anh bận công việc hay đã tụt cảm giác yêu em rồi? Em ơi, anh thấy anh cha này có yêu gì bao giờ đâu tụt. Em nói là cái câu đầu tiên của em là anh Tuấn ơi, em và anh ấy yêu nhau. Thường ngày nào em cũng nhắn tin. À, anh không thấy yêu gì hết. Em ơi, em mắc cười quá. Cái em dùng cái lý do tội nghiệp lắm, đáng thương. Công việc của anh đang phát triển cho nên anh bận rộn. Ủa vậy cái đoạn nào doanh nghiệp sao thì không bận rộn ta? Doanh nghiệp bây giờ bị phá sản thì cũng là bị stress, cũng bận rộn, cũng mệt mỏi. Doanh nghiệp đang đi xuống cũng mệt mỏi. Doanh nghiệp đang phát triển cũng mệt mỏi. Ủa cái doanh nghiệp nào thì là doanh nghiệp mà người ta dành thời gian cho em? Em ơi, nó không có trạng thái đó. Ok, làm ăn thuận lợi là tình cảm phải càng mạnh mẽ. Ở đây anh thấy anh ta không có tình cảm với em thì đúng rồi. Toàn là tin nhắn không mà toàn tin nhắn không thấy gì. Mà tin nhắn lạ, hôm nay em mệt không? Ủa tin nhắn kỳ vậy. Đúng là người ta phải là em có khỏe không? Đó. Còn phải gọi điện thoại, còn phải đi gặp mặt. Gì nhắn tin rồi lâu lâu không nhắn một cái rồi em nhắn phát thì cuốn lên tả gì đâu toàn gì không à. Em ơi đi học cái lớp này đi nè. Hỏi gì không biết trả lời em đường nào nữa bây giờ thiệt á. Muốn giúp em không biết giúp làm sao. Em hỏi anh là vậy do ảnh bận công việc hay nó tụt cảm giác yêu em rồi? Anh thì anh thấy anh này chưa bao giờ có cảm giác yêu em thì đúng rồi. Nó không có sự quan tâm. Cái tối thiểu cũng không thấy luôn. Ok, anh ta không có sự quan tâm tới em á, chứ không phải là còn dự án dự viết gì anh không thấy quan trọng đâu. Mấy cái mà gọi là dự án dự viết gì đó không phải là dự án đâu. Anh ta chỉ là không có tình cảm thôi. Người ta có tình cảm trong tù á, trong tù người ta còn trốn tù ra đó. Hả? Thì cái đó là hơi bị dữ á. Cái đó thì chắc là em cũng anh không mong đợi người yêu em mà giống như anh đó là trong tù chạy ra kiếm em. Nhưng mà ý anh nói là cái người mà có tình cảm người ta điên cuồng vậy á, chứ không phải gì anh bận quá, doanh nghiệp bận quá. Em ơi, không có đâu em. Anh thấy cái tình cảm không có thôi. Ok, cũng có thể là tụt nếu trước đó có, nhưng mà theo anh thấy là ở trạng thái giờ là xấu lắm. Ok, nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.